Ô sao tôi ngủ cùng thằng nào đấy? Khi mà bạn chung tù với mấy thằng máy thì phải nổi đấy. Tôi lại chung phòng với ông Quân luôn. Vãi nổi. Các em phải học hành gì không? Chả biết nữa, nhưng mà cứ đi xuống phòng với hắn. Tôi nhớ có xuống dưới đấy là có đủ hết đồ đấy nói. Chỉ là sợ không đào nó nổi thôi. Có cái gì này? Chúng mình cầm gì trong người đấy? Tôi cầm băng rồi, cầm đồ trong người đi qua cái kia có cái mà. Tôi cầm băng dính không ạ? À. Đấy, biết rồi đây. Tôi thấy không nhỉ? À kia. Thôi tôi đồ hàng, em đồ hàng. Chúng ta phải đi qua đây nè này, nó chữ lách. Ồ vâng, đây cũng lách được. Ôi, nó đưa mình đi đâu không biết. Xa thế. Quái cuộn băng dính nhập luôn. Who responsible for this luôn. Dưới này cơ. Đi đâu mũi tên đi. Xong rồi lên trên kia luôn đi xem có súng được. Thôi ăn ăn nào ông. Ăn gì đấy? Trứng ốp với cả thịt hun khói. Tôi ông này như là pizza thì phải. Tôi mới là trứng ốp nhé. Ờ vãi rồi, thấy mỗi thằng khác nhau rồi. Ờ thằng kia ăn gà. Vãi là nó thì sao thì chứ. Job time mà nó không có free time à, vãi nồi, căng vậy. Vâng. Vâng, thằng nhà quá. Xem có việc nào thừa, đăng ký luôn. Vâng, có cái nào thừa. Hướng nghiệp. Được 10 đồng ấy, đi hướng nghiệp hay được 10 đồng ấy. Đâu nhỉ? Ra ngoài này đi vào. Đây, ông ơi. Ba. Ở nè vào tú ơi. Opa. Ủa mãi rồi. Lát à? Rồi, tôi ủa vào. Theo chu xuống hầm. Ơ vào, chu xuống hầm. Đây rồi, có cái chiếm view ship nè. Cái nút này không ấn được. Không đi tiếp được nữa rồi. Có, sao không ấn này ấn được đi. Đỏ kìa. À đây rồi. Thế sao không ấn được, tôi ấn được đây. Ủa vào. Thằng kia giữ đi chưa? Ai tôi không bắn lên nữa rồi, à đây tôi bắn đây. Rồi rồi, mở ra đi, thả nút ra. Phế không ạ, à? Phải yếu đi xe đi. Rồi. Ơ, cái gì đây? Cái đào đây, cái đào đây. Cầm vừa. Đào ít thôi. Cái của Quân mới là đào khỏe hay sao ấy. Cái đấy là của Quân ạ. Cái này là đào, cái này là phá. Của Quân là đập đá bén rồi. Xem có gì hay hò ở đây nữa. Quốc luôn. What's the size time rồi, đậu xanh. Đập nốt này ạ. Sao là tôi sẽ lên cho tôi lực. Mệt rồi. Rồi. Lên thôi. Lên. Vứt cái này lại rồi. Vâng, Tú chặn cái đường. Chạy đường gì? Ấn đi, ấn nút rồi qua, ấn nút rồi qua. Không phải nổi. Nó trốn lên trên kia luôn. Ông mày á. Nó bỏ lại mình kinh như. Xúc vật. Giữ là Tú ra. Tú ra.
Đánh đi đồng ơi, không sắp hết rồi. Không kịp rồi, không kịp rồi, cứ kệ đi, không kịp rồi. Xa vãi. Ê, hãy đi kiếm đồ hồi lực đi. Có ở dưới đấy có cái... Đâu thế? Sao nó yếu thế? Nhìn nó đốt lực kìa, nó đốt lực kìa. Nó rồi. Không, không ra cửa luôn. What the fuck? Quay là xin bộ. Yếu quay cứ. Quay mấy người, thấy không? Hết lực rồi. Vì một pha sao rưỡi rồi. Cộng dồn đấy, 3 mạng, cộng dồn, 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 cái nước màu tím ấy, tôi có một cái này. Ăn uống thử sữa có hồi được không? Ờ. Adrenaline luôn. Đấy, đúng rồi đấy, cái đấy đấy. Cái này. Đấy, cái đấy đúng rồi. Uống sữa thì có hồi được không? Có, cùng 10 lục. Thế là ngon rồi. Bây giờ phải làm gì mới thoát đấy? Bà này. Đấy, cái khu vực này đấy. Lại xuống đào tiếp à? Ờ. Đi rồi. Chuyện ngoài rồi. Ơ, thì cái quốc kêu còn bao nhiêu phần trăm? Cái quốc đấy, quốc sĩ, cho nên quốc người ba đấy, nên đào thoải mái luôn. Xong phế vật kìa. Không phải lại hết thời gian kìa. Vâng, tôi nghĩ là quay lại. Ô vâng. Ông kia này. À, ông để lại à? Quay lại đi ông ơi, điểm danh đã thôi làm gì. Không được rồi. Tôi thành này, tôi ấy rồi. Thế nhá. Bỏ bàn tay nhiều người ấy ra. Có quốc nữa này. Đây, qua đây. Nó hết lực rồi. Tôi ấn cái nút này kiểu gì nhỉ? Ở đây. Ấn đi, ông cứ ấn thôi. Rồi. Mình nghe điểm danh. Tôi mất cái điểm danh. Ra đi, ra đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Cho em ạ, đến được cái hầm rồi. Ok. Không phải rồi. Không kịp rồi. À! Thế rồi, cú đống sao rồi. Không kịp rồi, không kịp rồi. Úi dồi ôi. Đúng không? Rồi. Rôn côn rồi. Hết ngày rồi, sao hết nhỉ? Rôn côn rồi, đi đá tiếp thôi. Thế rồi, rôn côn thì tôi không lên được. Và phải lên cứu Hương Quân. Tôi phải ra rôn côn nữa. Mình ra rôn côn trước đi ạ. Rồi, xong rồi. Ok. Thế sao tôi không? Nó lại không mở được cái cửa. Hài hãy đổi. Ấn QE cho mắc cái đấy chưa? Mắc rồi. Ồ, cứ giữ như thế thôi. Kịp rồi, chắc tôi khó tiếp các kiểu rồi. Ok ạ. Ấn đi ạ. Quân. Nhanh. Không kịp rồi. Còn chạy còn kịp được nồi thôi chó rồi. Về xuống. Không kịp rồi. Về xuống thôi Tú. Quay tay rồi. Ơ, à, giữ cho tôi. Ôi, thằng nó thằng tôi. Vẫn kỳ có thằng Quân đi vào chuồng thôi. Mình về chuồng người sống. Ô ba, nó đóng rồi. Đâu, ờ, may quá. Về dọc tham đi Tú. Đánh cái thủ ác đi mình. Lấy kế. Tôi đi dọc tham đi, đừng có để bị tăng sao nữa. Rồi, tôi điểm danh góp cao mà. Ông ấy tôi sẽ tiếp tục công việc của Quân đang bỏ giờ. Xong rồi mà, bây giờ thì không biết là có chạy được qua luôn không thôi. Ủa vâng.
Tôi sẽ quyết tâm thử xem ván này có gì. Đi rồi. Tôi sợ là kiểu bạn ván này là chạy qua đấy là bị tháp mà bạn hết chứ. Cứ thử đi. Gì quá. Không ấn hết thằng Minh không? Không mở được cửa. Chính vì thế tôi phải là người ấn để... Qua đây, qua đây, qua cả hai luôn. Ok, đi chạy luôn. Nhưng mà tôi đã ít mà quá chạy nổi không? Rồi. Ôi, qua rồi. À, cái này hồi xưa mình qua rồi. Ờ. Cái này hồi xưa mình qua. Ơ. Gì vậy? Đây rồi, qua rồi. Đó, tôi lại được lên hình. Có thấy thằng kia nó vào không? Có, tôi kích luôn rồi. Mình đang quát thì nó vào. Vâng. Nó có pin ngựa luôn. Thế sao? Sai tầm. Nổi. Đơn giản vậy rồi. À luôn, đấy tôi. Đấy, bây giờ là ai? Bây giờ mình đến nhà tù bình thường. Có lẽ chúng toàn cái nhà tù khác. Tôi cũng A luôn. Ờ, A chung mà.